Xuân Hà Vlog xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và Xuân Hà cảm ơn tất cả quý vị và các bạn nào chúng ta đang xem kênh của Xuân Hà, cũng như các bạn nào đã từng xem kênh của Xuân Hà, và cũng một số các bạn chúng ta đang request, chúng ta đang lướt máy tính, lướt điện thoại mà thấy thông tin hữu ích của Xuân Hà và cho Xuân Hà một nhấp chuột để xem vào kênh đó, thì Xuân Hà xin cảm ơn. Và Xuân Hà vui hơn nữa nếu như tất cả các bạn thấy kênh của Xuân Hà hữu ích, thông tin của Xuân Hà đem lại cho các bạn hữu ích, thì các bạn hãy cho Xuân Hà xin một like cũng như một chia sẻ cho tất cả các bạn đến người thân cũng như các bạn bè của các bạn được biết. Vì hiện tại bây giờ Xuân Hà đang rất là cần các bạn, và cũng như nếu các bạn nào chúng ta đang muốn tìm kiếm việc làm thì hãy liên hệ hoặc comment dưới kênh Xuân Hà. Và như tất cả các bạn được biết, trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi đã 2 năm qua đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề nền kinh tế cũng như tất cả những xí nghiệp cũng như tất cả những công ty của Việt Nam cũng như trên thế giới. Và cũng vì vậy, trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi thì Xuân Hà đã tạm ngưng tất cả những hoạt động cũng như là giải trí, cũng như vấn đề là đi câu, cũng như là chia sẻ với tất cả các bạn những cái bài mồi hay mà Xuân Hà câu được. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là Xuân Hà cũng ngưng luôn vấn đề đào tạo may mà trước đây Xuân Hà đã từng đào tạo, và công ty của Xuân Hà vẫn làm việc bình thường nhưng mà cũng tạm thời ngưng luôn cái vấn đề chúng ta tuyển dụng lao động. Và ngày hôm nay Xuân Hà trở lại với mọi người là Xuân Hà lại đem một niềm vui tới cho tất cả mọi người, và cũng như thông tin hữu ích đến cho tất cả mọi người. Và do tình hình mở rộng sản xuất và cũng như hiện tại bây giờ công ty đã tạm thời trở lại ổn định, thì bên Xuân Hà mở rộng thêm một nhà xưởng, và Xuân Hà cần tuyển dụng thêm rất là nhiều người, đặc biệt là những công nhân chúng ta đã có tay nghề may. Và những công nhân nào chúng ta chưa có tay nghề may thì công ty của Xuân Hà cũng như Xuân Hà trực tiếp sẽ nhận những bạn chúng ta chưa có tay nghề may và vào nhà xưởng Xuân Hà sẽ đào tạo. Và hiện tại bây giờ ngày hôm nay Xuân Hà đăng tin tuyển dụng này tới mọi người và thông tin đào tạo máy này tới mọi người, thì Xuân Hà cũng đang đào tạo một chuyển mới Xuân Hà mới vào ngày hôm nay, thì sau đây Xuân Hà cho các bạn cùng xem. Và nếu như các bạn nào chúng ta muốn tìm kiếm việc làm thì các bạn hãy xem những cái chuyển Xuân Hà đang đào tạo và thông tin Xuân Hà muốn tuyển dụng sau đây, và cũng như mức lương Xuân Hà sẽ đưa thực tế mức lương mà công nhân trong nhà xưởng Xuân Hà đang làm. Xuân Hà xin phép được là Xuân Hà sẽ gạch bỏ cái tên của công nhân đó, và các bạn hãy xem Xuân Hà sẽ đưa mức lương từ bậc thấp nhất và tới bậc cao nhất cho các bạn khi các bạn có tay nghề và các bạn xin việc nha các bạn. Và mọi mức lương thì các bạn có thể vào xin việc, các bạn thi tay nghề mức lương cao thì các bạn sẽ nhận với mức lương cao nha các bạn. Và sau đây thì Xuân Hà sẽ cho các bạn xem cái băng truyền của Xuân Hà đang đào tạo ngày hôm nay, và cũng một số cái vị trí Xuân Hà tuyển dụng cũng như thông tin công ty và Xuân Hà tuyển dụng. Và nếu các bạn nào muốn trực tiếp Xuân Hà nhận hồ sơ của các bạn thì các bạn có thể comment ở bên dưới, hoặc Xuân Hà sẽ để số điện thoại trên kênh Xuân Hà, thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Xuân Hà. Và điều quan trọng hơn nữa thì các bạn hãy quan sát kỹ cái mức lương công nhân hiện tại đang làm trong nhà xưởng của Xuân Hà. Xuân Hà sẽ lấy một mức lương của một công nhân bậc thấp nhất và một công nhân bậc chưa phải là cao nhất mà nằm ở mức độ trung bình nha các bạn. Và hy vọng các bạn hãy xem xét cho kỹ. Và nếu các bạn nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Xuân Hà nhé. Rồi, sau đây chúng ta cùng ra băng truyền Xuân Hà mới đào tạo. Và như các bạn đang thấy, hiện tại bây giờ ngày hôm nay mình đang đào tạo một số bạn trẻ, thì ngày hôm nay mình mới vô, mình vô được 10 bạn trẻ, toàn 2K1 với 2K2. Và đa số những bạn trẻ chúng ta mới vào xin việc cũng như là chúng ta va chạm với ngành công nghiệp đầu tiên, thì mình cũng đang thành lập một những bạn này có nhu cầu được học tay nghề, và bạn muốn được đào tạo tay nghề thì mình cũng đã cho sếp các bạn được đào tạo tay nghề cho tới khi các bạn biết tất cả các máy thì mình luôn ra. Và khi mình đào tạo tay nghề như thế này á, thì mình luôn có tất cả những giảng viên cũng như những người đã kinh nghiệm may lâu năm để chỉ dạy cũng như kèm theo cho các bạn. Các bạn rất như các bạn, tất cả các bạn đều biết may được tất cả các máy. Thì ở những buổi trường này mình sẽ công bố cho mình tạm thời gọi là nhóm trưởng đi,
có kinh nghiệm nhiều trong ngành may mặc để đào tạo cho tất cả các bạn, để bạn biết được những máy trước khi các bạn vào các bằng chuyển này để chúng ta làm việc. Và các bạn lưu ý, các ngày mà các bạn được đào tạo như thế này là các bạn đều có lương nha các bạn. Các bạn chỉ việc học nghề và khi các bạn đã vào công ty thì các bạn đều có lương cho những người học nghề này nha các bạn. Và sau đây là các vị trí của bên công ty Xuân Hà đang tuyển dụng nha các bạn. Và các bạn nào chúng ta muốn tìm hiểu thì các bạn xem, và chúng ta có thể xem thông tin, nội dung và số điện thoại để các bạn liên lạc với bạn hồ sơ trực tiếp. Và đây là tất cả thông tin tuyển dụng cũng như số điện thoại của Xuân Hà để nhận hồ sơ trực tiếp nha các bạn. Và nếu các bạn nào không muốn nộp trực tiếp Xuân Hà thì có thể tới cổng công ty theo số điện thoại địa chỉ ở trên màn hình để các bạn nộp nha các bạn. Và sau đây thì Xuân Hà sẽ cho các bạn xem mức lương của hai công nhân Xuân Hà chụp của xưởng Xuân Hà, mức lương thấp nhất và mức lương ở mức độ trung bình nha các bạn. Các bạn hãy lưu ý cho xem cho kỹ Xuân Hà nha các bạn, bởi vì Xuân Hà chụp nó hơi nhỏ một chút xíu, nhưng cái này là số lượng thực tế đang làm các bạn. Nếu bạn nào không tin thì các bạn có thể kiểm tra kỹ càng thông tin địa chỉ cũng như là của từng người một ở trên cái giấy mà phiếu nhận lương của từng công nhân đó nha các bạn. Và hy vọng các bạn xem chương trình thì nếu thông tin của Xuân Hà ích thì cho Xuân Hà xin một like và chia sẻ cùng các bạn. Và các bạn chia sẻ cho người thân, bạn bè các bạn được biết. Và nếu các bạn nào có nhu cầu làm việc thì liên hệ với Xuân Hà. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.